chào cô chú anh chị, hôm nay xin giao lưu một lô linh sam song hình này da giấy nha mọi người. Và nó chốc chốc như vậy nè ha, chứ nó không phải là nó mục nha cô chú anh chị. Mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0829160355 hoặc nhắn tin qua Zalo cho em nha. Rồi em xin giao lưu mã đầu tiên, có mã số là 76. Hoành thân là 31, chiều cao là 45, kính bầu 19. Cây này linh sam song hình da giấy nha mọi người, hoa màu tím cũng sai hoa lắm nha. Mã số là 76, em xin giao lưu là 650.000, em bao ship. Mã số 77 ạ. Cây này hoành nó to lắm nha cô chú anh chị. Đế là đế nó đầy bầu luôn ha. Chi cành đều có sẵn hết rồi. Mã số 77. Hoành thân cây này tới là 37 nha cô chú anh chị. Em đo hoành sát ở dưới đáy bầu là 43 nha, 43 ở vị trí này ha. Chiều cao của nó là 54, kính bầu 20. Mã số là 77, em xin giao lưu là 800.000, em bao ship. Mã số 77. Mã số 78. Cái này thân hình lắc lượng đẹp nha mọi người. Đi cạnh thì có sẵn hết rồi. Hoành thân em đo là 27, cao là 54, kính bầu 18. Mã số 78, em xin giao lưu là 700.000, em bao ship. Mã số 78. Cây này 79 nha, cây này thuộc dạng lục lực nha mọi người. 79. Cây nào đế nó cũng đều hết. Cây này nó lùng lực nhìn khéo cây lắm ha mọi người. Hoành thân nó là 33, cao nó là 35, kính bầu là 19. Mấy cây này già cây lắm nghe cô chú anh chị. Mã số 79, em xin giao lưu là 700.000, em bao ship. Mã số 79. Da giấy là da nó bong chóc gì nha, nó không phải mục nha cô chú anh chị, nó bong lên đặng nó lớn lên đó mọi người. Rồi mã số 80. Hoành em đo sát dưới đây là 31, chiều cao là 52, kính bầu là 19. Mã số
là 80, em xin giao lưu là 700.000, em bao ship. Mã số 80 ha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 81. Quần em đo sát dưới đây là 25, chiều dài là 28, kính bầu 20. Mã số 81 em xin giao lưu là 400.000. Mã số 82, cây này nhỏ lùng nha mọi người, lùng nhưng mà nó kéo cây lắm nha. Mã số 82, quanh thân là 28, cao là 28, kính bầu 20. Mã số 82 em xin giao lưu là 550.000. Mã số 83, quanh năm đó đây là 29, chiều cao là 50, kính bầu 20. Mã số là 83, em xin giao lưu là 600.000. Hoành thân là 29, cao 35, kính bầu 19. Mã số 84 em xin giao lưu là 500.000. Cây 85, quanh ở đây là 36, cao là 32, kính bầu là 19. Mã số 85 em xin giao lưu là 500.000, em bao ship. Mã số 86, cây này đế đầy bầu nha mọi người. Đo hoành đế là khoảng là 49, hoành thân là 24, cao là 37, kính bầu 19. Mã số 86 em xin giao lưu là 650.000. Một cây dáng đổ đẹp nha mọi người. Mã số 87, cây này chi cành đều có sẵn hết rồi. Em đo hoành sát ở dưới mặt bầu này nha mọi người. Sát dưới đây là 39, chiều dài của nó là 39, kính bầu 19 luôn nha mọi người. Mã số 87 em xin giao lưu là 850.000. Mã số 87, nào, nè, 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 nè.
mã số 88, em xin giao lưu là 700 nghìn. Mã số 88. Mã số 89. Quần ở đây là 32, chiều dài là 40, kính bầu là 18. Rồi mã số 89, em xin giao lưu là 650 ngàn. Mã số 90. Còn ở đây là 35, cao là 37, kính bầu 19. Mã số 90, em xin giao lưu là 700 ngàn. Mã số 91. Cái này linh sam song hình lá nhỏ nha mọi người. Hoành cây này là 14 rưỡi, cao là 40, kính bầu 19. Mã số 91, em xin giao lưu là 500 ngàn. Mã số 92. Quanh thân là 19, cao là 42, kính bầu 19. Cây này linh xanh sống hình lá nhỏ nha. Mã số 92, em xin giao lưu là 700 ngàn, em bao ship. Mã số 93 cũng là cây cuối cùng luôn. Cây linh sam song hình lá nhỏ nha mọi người. Clip này có 3 cây cuối là linh sam song hình lá nhỏ. Cây này có bị lỗi chỗ này nha, em báo trước hết nha mọi người đây. Như cái này nó bị tét nhánh ha mọi người. Quành thân là 16, cao là 22, kính bầu 20. Mã số 93, em xin giao lưu là 400 ngàn, em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355. Em xin chào.